Recording in progress. Rồi, chào cả lớp. Các anh chị có nghe được không? Alo, lớp nghe được không? Dạ, nghe rõ thầy. Rồi, cảm ơn. Các anh chị điểm danh vô chat của Zoom giúp ha. Tuần trước giờ này tuần trước tôi bị cảm cho nên là ta nghỉ một buổi, coi như hôm nay là mới tuần thứ năm. Dĩ nhiên về nguyên tắc là chúng ta sẽ học bù vào cuối học kỳ cho nó đủ buổi, bao giờ xong thì mình ngưng ha. Hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 8 năm 23. Hôm nay thì công việc chúng ta tiếp tục với bài giảng. Nó nằm trong cái phần tóm tắt bài giảng của tuần thứ tư luôn rồi. Thì hôm nay công việc chúng ta tìm hiểu về đạo hàm. Của hàm ẩn. Và đạo hàm của hàm số cho dưới dạng tham số. Thế thì đây là những cái vấn đề hoàn toàn mới ở trong cái phần toán cao cấp ha. Đây là hai cái vấn đề hoàn toàn mới, tức là hai cái khái niệm hàm mới. Thứ nhất là khái niệm hàm ẩn và thứ hai là khái niệm hàm số cho dưới dạng tham số. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là vì sao phải trong phần toán cao cấp vì sao phải đưa ra thêm hai cái khái niệm hàm ẩn và hàm số dạng tham số để chi vậy? Để chi? Tôi lưu cái danh sách điểm danh. Câu hỏi đặt ra là vì sao phải đưa ra thêm hai cái khái niệm hàm mới là hàm ẩn và hàm số dạng tham số. Vì sao như vậy? Thế thì cả lớp nhớ lại cái khái niệm hàm số mà chúng ta có cho đến giờ này, thực ra lần đầu mà định nghĩa chính xác tuyệt đối về mặt toán là ở năm lớp 10 ha. Lớp 10 thì chúng ta có định nghĩa đầy đủ. Tuy nhiên là sau đó thì ở cái trong cái phần toán cao cấp thì chúng ta có cái hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau thì tôi đã nhắc lại rồi. Thế nhưng mà kia định nghĩa hàm một biến số mà chúng ta đã học và là gặp lần đầu từ năm lớp 10 thì nó có cái đặc điểm gì? Tôi nhắc lại nè. Hàm số f đi từ tập d và r. Là một hàm số. Một mối liên hệ F giữa hai tập hợp thứ nhất là tập D và tập hợp thứ hai là tập R. Mối liên hệ giữa hai tập hợp này được gọi là một hàm số, nếu và chỉ nếu. Đây là định nghĩa đó. Với mọi x thuộc D tồn tại duy nhất một y thuộc R. X0 để cho nó có vẻ cụ thể ha. Tồn tại duy nhất một y0 thuộc R. Sao cho y0 bằng fx0.
Ở đây chính là định nghĩa hàm số mà chúng ta đã gặp từ năm lớp 10, và hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây thì tôi có nhắc lại trong cái bài giảng tóm tắt bài giảng buổi đầu tiên bổ túc về hàm số, có nhắc lại đó. Cái ý nghĩa hình học là gì? Nếu mà về mặt sơ đồ thì cả lớp nhớ lại tập thứ nhất là tập D, tập hợp thứ hai tập số thực R. F ở đây là một cái mối liên hệ giữa hai cái tập hợp này, thì mối liên hệ này được gọi là một hàm số nếu nó thỏa mãn cái điều kiện sau đây. Với mỗi phần tử x0 trong D thì tồn tại duy nhất một phần tử y0 trong R, sao cho x0 nó liên kết với y0. Đó là về mặt sơ đồ. Giống như cả lớp hình dung tập thứ nhất tập D, ở đây là tập hợp mỗi người chúng ta đi, tập hợp tất cả các cái sinh viên của lớp của mình đang học. Rồi. Và tập thứ hai là tập hợp R. Ở đây cụ thể là được định nghĩa là ngày sinh, ngày sinh. Ví dụ như x0 là một bạn trong lớp của mình thì rõ ràng là bạn đó có duy nhất một cái ngày sinh tương ứng. Thấy không? Dĩ nhiên mỗi chúng ta là mỗi người thì dĩ nhiên là về mặt nguyên tắc, về mặt sinh học thì rõ ràng chỉ có duy nhất một cái ngày sinh tương ứng thôi. Cả lớp ha. Mỗi người trong trong lớp của mình, Ichiro đây là một bạn trong lớp của mình, thì tồn tại duy nhất một Ichiro là cái ngày mà bạn ấy được sinh ra. Đã. Thế thì về mặt sơ đồ thì như thế, nhưng mà bây giờ về mặt đồ thị tôi đang giải thích vì sao phải đưa ra khái niệm hàm số mới. Về mặt đồ thị thì như thế này cả lớp. Thế thì câu hỏi đặt ra, một cái đường cong khi nào thì là đồ thị của hàm một biến số, phải không? Thì từ cái định nghĩa bên trên là chúng ta suy ra thôi. Thì cả lớp thấy như thế này nè. Tôi gọi là đường cong xe đi. Đường cong này tôi đặt trong cái hệ trục tọa độ Oxy. Thế thì cái định nghĩa bên trên, hay nói cách khác là cái sơ đồ vừa rồi, thì có thể diễn giải như thế này cả lớp. Bây giờ lấy x0 nằm ở đây đi. Bây giờ từ điểm này cả lớp dựng đường song song với trục tung. Dựng đường song song với trục tung cả lớp ha. Thì rõ ràng cả lớp thấy là đường này các đường cong C rõ ràng tại duy nhất một điểm M. Và điểm M này tung độ của nó tôi đặt tên là Y0. Tôi đặt tên là Y0. Thế thì cái chuyện mà mọi X0 thuộc D tồn tại duy nhất một Y0 thuộc R, sao cho Y0 bằng Fx0. Tôi diễn giải dưới góc độ hình học, có nghĩa là với x0 là một con số thuộc miền xác định của hàm F, thì từ x0 này cả lớp dựng một cái đường song song với trục tung, thì cái đường này các đồ thị C tại duy nhất một điểm thôi. Cả lớp lưu ý là cái ký hiệu chữ E ngược nè, rồi dấu chấm than, mình đọc là tồn tại duy nhất, tồn tại và duy nhất, có và đồng thời có duy nhất một thôi. Để ý nha. Như vậy một cái đường cong muốn là đồ thị của hàm một biến số thì cả lớp thấy điều kiện cần và đủ là mỗi đường thẳng song song với trục tung. Thì cả lớp thấy là các đường cong
tại duy nhất một điểm. À, là phải không? Dĩ nhiên là duy nhất ở đây có nghĩa là với cái điều kiện là x0 thuộc miền xác định của hàm số. Còn nếu như một cách tổng quát, nếu mà x0 có thể lọt ra ngoài thì cả lớp hình dung mình có thể phát biểu là một đường cong là đồ thị của hàm một biến số nếu và chỉ nếu mỗi đường thẳng song song với trục tung, thì các đường cong cả lớp thấy là nhiều nhất một điểm. Ở đây là đúng một điểm, còn nếu mà nằm lọt ra bên ngoài, đường thẳng nằm ra bên ngoài thì cả lớp thấy là không cắt. Đó. Như vậy đó chính là cái đặc điểm của đồ thị của hàm một biến. Thế thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là gì cả lớp biết không? Vấn đề là bây giờ người ta cần mô tả hoặc là cần minh họa những cái hình vẽ phức tạp thì phải làm sao đây? Xin lỗi chút. Thế thì vấn đề đặt ra là bây giờ với những cái hình vẽ phức tạp thì phải làm như thế nào? Tôi ví dụ cả lớp xem nè. Đó. Bây giờ tôi xét cái đường cong C như thế này cả lớp. Tôi đặt đường cong này vào hệ trục tọa độ OXY. Rồi. Bây giờ tôi xét cái đường thẳng ở vị trí này cả lớp. Tôi giả sử đây là x0. Thì cái đường thẳng này cả lớp thấy các đường cong màu xanh tại điểm thứ nhất nè. Điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư, điểm thứ năm, điểm thứ 6, cả lớp ha. À, các 6 điểm M1 cho đến M6. Có 6 điểm cả lớp. Thì điều này có nghĩa là về mặt sơ đồ là như thế nào cả lớp biết không? Minh họa, nếu mà chúng ta minh họa về mặt sơ đồ, chúng ta chuyển cái hình vẽ này dưới dạng sơ đồ. Thì nghĩa là như thế này cả lớp. Có nghĩa là cái mối quan hệ giữa hai tập hợp bây giờ được minh họa bởi cái sơ đồ sau đây. Tập này tôi gọi là tập A đi. Tập này tôi gọi là tập B đi. Tập A có phần tử tôi ký hiệu là x0. Bây giờ các phần tử trong cái các cái tung độ của các điểm tôi đặt tên cho dễ nói nha cả lớp. Mình không đặt tên hơi khó nói. 1 2 3, đây là cái phần mới. Dĩ nhiên khi mà làm việc có cái phần lý thuyết nào mới hoàn toàn thì mình làm việc chậm rãi hơn chút so với những cái phần mà thỉnh thoảng có gặp một chút ở phổ thông ha. À, đây là những cái phần mới. Tôi ký hiệu chỗ này là y1 y2 cho đến Y6, chỗ này là Y6 nè, Y5, Y4, Y3.
Đó. Thế thì bây giờ cái tập B ở đây gồm các phần tử là Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Tôi ghi một vài phần tử đại diện thôi nha cả lớp cho nó đỡ rắc rối, đỡ phức tạp. Đó, X0 có liên kết với Y1, X0 có liên kết với Y2, cho đến X0 có liên kết với Y6. Cả lớp ha. Cái hình vẽ vừa rồi được chuyển sang dưới dạng sơ đồ như thế này. Nhưng mà nếu mà chuyển sang dưới dạng sơ đồ như thế này thì cả lớp thấy rằng là cái phần tử X0 nó liên kết với nhiều phần tử khác nhau trong cái tập ảnh. Cái tập A này đôi khi người ta gọi là tập nguồn. Còn tập B này đôi khi người ta gọi là tập ảnh. Thế thì lúc này cái mối quan hệ giữa hai tập hợp này cả lớp thấy bây giờ nó không thỏa mãn cái đặc điểm là duy nhất nữa, cái tính duy nhất nó không còn thỏa mãn nữa, bởi vì một phần tử X0 trong tập A nó liên kết với nhiều phần tử khác nhau trong tập B, cho nên cái mối quan hệ giữa hai tập hợp này không được gọi là, không phải là hàm số nữa, không, cái mối quan hệ này không phải là một hàm số nữa. À, và như vậy thế thì cái mối quan hệ này, một cách tổng quát, các anh chị học bên tin học mà, thì mối quan hệ giữa hai tập hợp này được gọi là một cái quan hệ hai ngôi, một quan hệ hai ngôi trong cái các anh chị sẽ học trong cái môn toán rời rạc, ha, toán rời rạc. Chúng ta sẽ nghiên cứu một cách tổng quát mối liên hệ giữa hai cái tập hợp trong cái chương được gọi là một cái quan hệ hai ngôi. Thế thì ở đây với cái đặc điểm là một cái hàm số, không? Thì đồ thị của nó có đặc điểm là một cái đường thẳng song song với trục tung các đồ thị tại nhiều nhất một điểm như thế này. Thì cả lớp thấy để minh họa cái đường cong C, không? Đường cong C với cái đặc điểm như thế này thì cả lớp thấy rằng là mình dẫn đến là phải dùng ít nhất 6 hàm số. Dùng ít nhất 6 hàm số để thêm, tôi thêm cái từ là cần ha, cần dùng ít nhất 6 hàm số, chính xác là 6 hàm một biến số để minh họa đường cong C. Cả lớp ha, với cái đường cong C như thế này thì rõ ràng là do cái đặc điểm là một đồ thị của hàm một biến thì nó có đặc điểm là một đường song song với trục tung các cái đồ thị tại nhiều nhất một điểm. Thế thì với cái đường cong C như thế này và đường thẳng song song với trục tung các trục hoành tại điểm có hoành độ x0, cả lớp thấy là đường thẳng này các đường cong C tại 6 điểm. Thế thì suy ra là để minh họa cái đồ thị đường cong C này bởi cái hàm một biến số thì cả lớp thấy là mình cần phải dùng ít nhất 6 hàm số. Mà như thế thì cả lớp thấy là nó phức tạp, có phải không? Hai chấm là cái vấn đề đặt ra là nó phức tạp. Thế thì câu hỏi đặt ra là có cái cách nào, một cách đơn giản, có cách nào đơn giản hơn để minh họa đường cong C này hay không? Có cách nào đơn giản hơn để minh họa cái đường cong C này hay không? Thế thì với cái nhu cầu như vậy cho nên họ xây dựng, những người làm toán họ xây dựng cái khái niệm là hàm ẩn và khái niệm hàm thứ hai là hàm số dạng tham số. Nói cho nó đầy đủ là hàm số cho dưới dạng tham số. Đưa ra thêm hai khái niệm, khái niệm thứ nhất là hàm ẩn và khái niệm thứ hai là hàm số dạng tham số. Để chi vậy? Để minh họa những cái đường cong phức tạp bởi một công thức đơn giản, bởi một công thức tương đối đơn giản. À, thì đó chính là nãy giờ tôi dành thời gian cũng tương đối nhiều một chút để giải thích cái nhu cầu đặt ra như vậy. Để giải thích cái vấn đề là vì sao phải đưa ra thêm cái khái niệm hàm ẩn và khái niệm hàm số dạng tham số để chi vậy?
Rồi, thế thì bây giờ chúng ta đi vào cụ thể hơn. Một La Mã. Hàm ẩn. Tôi tóm tắt cái lý thuyết. Hàm số y bằng ix xác định bởi f lớn xy bằng 0. Được gọi là hàm ẩn. Hàm số. Nếu mà nói cho nó đầy đủ ra là cho giữ dạng. Như vậy, hàm ẩn là cái hàm số mà giữa biến số x với hàm số y, nó thỏa mãn một cái phương trình cho trước. F lớn xy có nghĩa là một biểu thức chứa xy bằng 0. Và F lớn xy bằng 0 này người ta gọi là phương trình xác định hàm ẩn. Đặt tên là sao đi. Sao được gọi là phương trình xác định hàm ẩn. Ví dụ, cho hàm ẩn y bằng ix xác định bởi x bình cộng x cộng với xy bằng 1. Cho hàm ẩn y bằng ix xác định bởi phương trình này. Hoặc là x bình phương cộng xy cộng y bình bằng 1. Ở đây có hai ví dụ, nhưng mà thật ra cả lớp để ý nè, ở cái ví dụ A thì rõ ràng cả lớp thấy là từ đây mình có thể suy ra y tường minh theo x được, cả lớp ha. Còn ở cái trường hợp thứ nhì thì tổng quát hơn chút, thì cả lớp thấy là giữa biến số x với hàm số y nó thỏa mãn một cái phương trình cho trước ha, y bằng ix xác định bởi cái phương trình này. Bây giờ cái vấn đề chính của bài giảng buổi hôm nay đó là gì? Tính đạo hàm của hàm ẩn. Làm thế nào để tính đạo hàm của hàm số cho dưới dạng ẩn đây? Đây mới là cái trọng tâm. Mình đang ở chương thứ hai là chương về đạo hàm mà. Thế thì có phương pháp cả lớp. Là lấy đạo hàm hai vế dĩ nhiên là nói cho nó đều đầy đủ là theo biến x.
của phương trình xác định hàm ẩn. Lấy đạo hàm hai vế của phương trình xác định hàm ẩn. Như vậy một cách tổng quát về mặt lý thuyết là f lớn xy bằng 0, đây là phương trình xác định hàm ẩn. Thì cả lớp kéo theo lấy đạo hàm, tôi dĩ nhiên tôi trình bày về mặt hình thức trước. Ở đây là đạo hàm, bản chất toán là đạo hàm theo biến x nha. Phía phải thì cả lớp thấy là không đạo hàm theo biến x, dĩ nhiên là bằng 0 rồi. Và từ đây thì suy ra y phải nó bằng. Giờ chúng ta xét ví dụ cụ thể. Ví dụ 1. Tìm y phải. Thật ra y phải ở đây có nghĩa là viết cách khác là dy chia cho dx. Của hàm ẩn y bằng y x xác định bởi x mũ 3 cộng với y mũ 3 bằng 1. Mình không giải ví dụ à, bây giờ mới giải nè. 46 coi ví dụ vô nói lý thuyết không sao mà biết được. Có lý thuyết có ví dụ minh họa chứ, mà đó mới là cái chính. Môn học của mình cuối cùng mình thi cử đánh giá môn học vân vân thì chỉ bài tập thôi mà. Toán là đặc điểm nó vậy. Giải nè cả lớp. Bài giảng hôm nay là một trong những cái nội dung trọng tâm của môn học và rất là thường được hỏi thi. Và đồng thời là bài thi thì sinh viên nhiều lúc làm sai phần này cũng nhiều. Để ý ha. Giải nè. X mũ 3 cộng y mũ 3 bằng 1. Kéo theo. Kéo theo hoặc là suy ra. Không? X mũ 3 cộng y mũ 3 lấy đạo hàm vế phải 1 lấy đạo hàm. Lấy đạo hàm hai vế của đẳng thức xác định hàm ẩn. Và lưu ý cái dấu này dĩ nhiên nó tầm thường rồi, nhưng mà nhắc lại thêm, đọc là kéo theo hoặc là suy ra cũng được. Nhưng mà thường là về mặt toán học là đọc cách thứ nhất nó chính xác hơn, là vì nó nằm trong cái phép kéo theo trong lý thuyết mệnh đề ha. Rồi tiếp này cả lớp. Đạo hàm của tổng bằng tổng các đạo hàm, tôi viết từ từ nha. Đây ví dụ đầu tôi viết từ từ. Nói cách khác là viết dài nhất có thể. Lấy đạo hàm. Dĩ nhiên vế phải thì cả lớp thấy đạo hàm của 1 bằng 0 rồi. X mũ 3 đạo hàm bằng 3x bình phương. Vì sao vậy cả lớp? Bởi vì x mũ alpha đạo hàm bằng alpha nhân với x mũ alpha trừ 1. Đấy nha. Thế thì y mũ 3 phía sau, y là gì? Y là một biểu thức theo x. Để ý nha. Thế thì lúc này mình phải dùng công thức gì? Trong công thức đạo hàm của hàm một biến thì cả lớp để ý là u lũy thừa alpha. U là một biểu thức theo x. U mũ alpha đạo hàm bằng alpha nhân với u lũy thừa alpha trừ 1 nhân với u phải. Bởi vậy cho nên ở đây y mũ 3 đạo hàm thì cả lớp dùng cái công thức đạo hàm, người ta gọi là công thức đạo hàm hàm hợp nè, với chữ u ở đây bây giờ thay bởi chữ y. Y là một biểu thức theo x thì cả lớp thấy là được 3 nhân với y bình nhân với y phẩy
alpha nhân với u đi thì alpha trừ 1 nhân với u phải mà. Rồi, bằng 0. Và đến đây thì cả lớp thấy rằng là dẫn đến là y phải. Dễ thấy chuyển 3x bình qua vế phải là trừ 3x bình chia cho 3y bình, và viết cách khác là trừ x bình chia y bình. Và tới đây mình có thể làm dấu kết thúc bài. Đó. Và các anh chị thấy do đặc trưng của hàm ẩn cho nên chúng ta thấy là đạo hàm được biểu diễn bằng một biểu thức vừa chữ x vừa chữ y. Để ý ha, đạo hàm được biểu diễn bằng một cái biểu thức vừa chữ x vừa chữ y, và đây là cái đặc trưng của hàm ẩn. Chúng ta xét ví dụ 2. Tìm y phải bằng dy chia dx của hàm ẩn y bằng ix xác định bởi tìm đạo hàm của hàm ẩn xác định bởi cái phương trình sau đây. Thật ra cả lớp thấy là minh họa hai bài là được rồi, chúng ta thấy là cách làm nó giống nhau hết thôi. Bài này phức tạp hơn chút. Y nhân cos cos x bằng 1 cộng với sin của x y. Trong cái phương trình này thì cả lớp lưu ý x là biến số độc lập, còn y là hàm số thể biến x. À, như vậy chúng ta để ý cái vai trò của x y trong cái phương trình này nó khác nhau nha cả lớp. Tại cả lớp hình dung giống như x ở đây là người làm công, còn y là giống như ông chủ vậy. À, vai trò của x y trong cái phương trình này nó khác nhau nha. Y là hàm theo x, y là hàm số theo x nè. À, còn x ở đây là người ta gọi là biến số độc lập. Để ý cho đó. X 2 chấm người ta gọi tên là biến số độc lập, còn y hàm theo biến số x. Nói cách khác là y là nó phụ thuộc theo x, phụ thuộc vào x. Cách làm cũng giống như ví dụ thứ nhất ở trên tất cả lớp. Mình có thể nói là lấy đạo hàm hai vế của phương trình xác định hàm ẩn ta được. Chữ viết của tôi nó hơi xấu à. Của phương trình xác định hàm ẩn bây giờ vế trái y nhân cos cos x, cả lớp lấy đạo hàm vế phải 1 cộng với sin của x y, các anh chị lấy đạo hàm. Bắt đầu khó hơn nha cả lớp. Cái yêu cầu ở đây là yêu cầu là cả lớp phải thuộc lòng bảng công thức đạo hàm. Của hàm một biến số. Thì các anh chị hỏi là cái bảng công thức này ở đâu vậy? Thì có thể là trong MBook hay là trong cái phần tóm tắt bài giảng.
hoặc là tóm tắt bài giảng. Tôi khỏi ghi ra đây mất công, đã tốn thời gian ha. Rồi, ở phía trái cả lớp thấy đạo hàm của mục tích. Tôi viết từ từ đi nha cả lớp, viết theo cái cách là dài nhất có thể đó. Có dạng U nhân V, U phải nhân với V là nhân với cos, cộng với U là Y nhân với cos lấy đạo hàm bằng. Bây giờ vế phải 1 lấy đạo hàm của tổng mà, cộng với sin U, ở đây có dạng sin U đạo hàm bằng U phải nhân với cos U. Rồi, tiếp tục. Y mà lấy đạo hàm, cả lớp lưu ý Y là một biểu thức theo X, cho nên Y đạo hàm chính là Y phải nhân với cos X cộng với Y. Cos X đạo hàm cả lớp lưu ý là bằng trừ sin X. Đạo hàm ở đây mình lưu ý là đạo hàm theo biến X nha. Vế phải, hy vọng là cả lớp đang theo dõi bài giảng nha. Đây là cái phần khó và thi hầu như luôn luôn có một bài trong cái bài giảng hôm nay. Một đạo hàm bằng 0, X nhân Y cả lớp thấy cũng có dạng, lại có dạng là U nhân V. U nhân V đạo hàm mục tích thì cả lớp biết là bằng U phải nhân V cộng U nhân V phải, đạo hàm của mục tích quen thuộc. Áp dụng vào đây cả lớp, X nhân Y lấy đạo hàm là đạo hàm của X nhân Y cộng với, chỗ này nó hơi mất chỗ à, cộng với X nhân với Y phải để trong mặt vuông phải không, rồi nhân với cos X Y. Rồi tiếp nè, tôi viết lại phía trái ha, Y phải nhân với cos X, cái dấu trừ này tôi mang ra ngoài đi cả lớp, trừ Y nhân với sin X bằng không này khỏi viết lại. Cả lớp lưu ý là X mà lấy đạo hàm là 1 nhân Y cộng với X, Y mà lấy đạo hàm là Y phải nhân với cos của X Y. Cả lớp thấy bắt đầu nó rắc rối không? Anh chị hỏi ví dụ 1 với ví dụ 2 là tôi lấy ở đâu vậy? Thật ra là cái đề bài dĩ nhiên về nguyên tắc là có thể tôi có thể tự cho cũng được. Đây là hai cái ví dụ tôi trích từ cái đề bài được cho trong cái cuốn tiếng Anh là cái giáo trình chính của lớp mình đó cả lớp. Trên cái trang môn học thì tôi đã để cái đường link rồi. Các anh chị tự xem thêm ha. Rồi, bây giờ từ đây thì vấn đề cả lớp thấy là mình cần tìm Y phải. Bây giờ khai triển ra nè, kéo thì Y phải nhân với cos X. Thật ra tới đây mình có thể để dấu tương đương được rồi, trừ Y nhân với sin. Khai triển ra đi cả lớp, nhân phân phối ra, Y nhân với cos của X Y cộng với X nhân Y phải nhân với cos X Y. Đây, như vậy các anh chị thấy là có hai số hạng chứa Y phải là đây với đây, là hai số hạng chứa Y phải. Chúng ta chuyển sang một vế đi, ví dụ mình cùng chuyển sang vế vế trái đi, chuyển sang và lấy thừa số chung luôn, cos X trừ dx nhân với cos X Y. Số hạng trừ Y nhân với sin X không chứa Y phải, tôi chuyển sang vế bên kia, vế bên phải. Y nhân với cos X Y tôi viết lại. Cộng thêm Y nhân với sin chuyển qua là đổi dấu thành dấu cộng Y nhân với sin X. Rồi, và từ đây thì cả lớp thấy là suy ra Y phải thôi. Chia hai vế cho cos X trừ dx nhân với cos X Y. Dĩ nhiên giả sử cái thừa số mình chia xuống nó khác không, Y nhân với cos của XY cộng với Y sin X.
chia cho cos x trừ đi x nhân với cos của x y. À, dĩ nhiên cả lớp thấy có sai sót gì thì nói giúp nha. Tới đây là kết thúc cái bài. Có thể mình đóng khung lại cho nó đẹp. Đây, thì hai cái ví dụ vừa rồi là tương đối cơ bản và minh họa cho cái phần một lâm mã của buổi hôm nay, đó là đạo hàm của hàm ẩn. Chúng ta sang cái phần hai lâm mã. Hàm số dạng tham số. Hàm số nói đầy đủ là cho dưới dạng tham số. Một nhỏ định nghĩa. Hàm số y theo biến số x xác định bởi hàm số y theo biến số x xác định bởi x bằng một biểu thức theo t, y bằng một biểu thức theo t, với t thuộc một cái miền d nào đó. Hàm số y theo biến số x xác định bởi cái hệ thức đó được gọi là hàm số cho dưới dạng tham số. Cả lớp hình dung là bây giờ giữa biến số x với hàm số y nó liên hệ gián tiếp với nhau thông qua cái tham số trung gian t ha. Ví dụ cho y bằng y x xác định bởi x bằng 2 nhân với t trừ sin t. Y bằng với bằng 2 nhân với 1 trừ cos t. Cho hàm số y thay biến số x xác định bởi hệ thức này. Bây giờ do cái thời gian nó tương đối cũng hạn hẹp cho nên tôi nêu những cái nội dung trọng tâm nha cả lớp. Ví dụ như cái đường cong này phát họa như thế nào vân vân thì cả lớp cố gắng tự tìm hiểu thêm một chút. Thời gian mình nó tương đối hạn chế thì tôi nói những cái trọng tâm. Hai nhỏ là bây giờ tìm y phải. Ở đây có nghĩa là đạo hàm theo biến x á. Ký hiệu cách khác là giờ y chia giờ x của hàm số cho dưới dạng tham số.
làm thế nào để tìm đạo hàm của hàm số cho dưới dạng tham số. Thì cả lớp lưu ý, y phẩy thay biến x được tính bởi công thức là y phẩy theo t chia x phẩy theo t. Y phẩy theo biến x thật ra là chúng ta viết giờ y chia cho giờ x, tức là dưới dạng tỉ số qua hai vi phân đó. Giờ y được thay bởi giờ y chia giờ t trên cho giờ x chia giờ t. Thật ra tôi muốn giải thích thêm thôi, nhưng mà tôi biết nếu mà viết theo cách này thì đôi khi nhiều anh chị sẽ hơi khó hiểu đó. Thì ở đây trước mắt tạm thời thì cả lớp lưu ý là muốn tìm đạo hàm của hàm y theo biến x, thì cả lớp lưu ý là mình lấy đạo hàm của hàm y theo biến t chia cho đạo hàm của x theo t. Và tôi ví dụ minh họa nha. Ví dụ tôi xét lại cái ví dụ lúc nãy đi cả lớp. Cho đường thật ra là cái đường này nó có tên gọi là cái đường mình đọc tiếng Việt thôi, đường cycloid. Có phương trình x bằng, tôi ví dụ 2 nhân với t trừ đi sin t, y bằng 2 nhân với 1 trừ cos t. Đặt tên là đường nào đường xe đi. Câu A, viết phương trình tiếp tuyến của đường cong xe tại điểm M ứng với t bằng pi chia 3. Còn một ý này thôi, khỏi A B. Cái dạng này đã từng hỏi thi nha cả lớp, tập trung nha, hãy không hiểu gì có thể nêu thắc mắc ngay, hoặc là tôi trình bày xong cái ví dụ rồi nêu thắc mắc giải nè. Cả lớp để ý, thứ nhất là tôi nhắc lại cái phương trình tiếp tuyến. Của đồ thị xe tại điểm M. Y bằng y phẩy tại xM nhân với x trừ xM cộng em. Thật ra phương trình này, công thức này có từ chúng ta gặp lần đầu là sách giáo khoa lớp 11 lần ha. Và ở cái buổi giờ này tuần trước nữa thì khi học về đạo hàm thì tôi có nhắc lại một cái ứng dụng của đạo hàm
đã gặp từ lớp 11 rồi. Rồi, thế thì bây giờ vấn đề đặt ra cả lớp thấy là có 3 cái đại lượng mà chúng ta sẽ cần tìm, gồm có IM, XM và Y phải thì XM, là 3 cái đại lượng mình sẽ đi tìm cả lớp ha. 3 con số mình sẽ đi tìm. Rồi, M là điểm. Ở đây đúng ra là phải nói thêm là điểm M thuộc đồ thị C, thường thuộc đường cong C, ứng với T bằng pi chia 3. Rồi, bây giờ thứ nhất là T mà bằng pi chia 3 thì cả lớp thấy kéo theo XM, là mình thay T bởi pi chia 3 vào cái ràng buộc thứ nhất. X cả lớp thấy là bằng 2 nhân với pi chia 3 trừ đi sin của pi chia 3. Hai pi chia 3. Các anh chị để ý là sin của pi chia 3 tức là sin của 60 độ đó là căn 3 chia 2. Căn bậc 2 của 3 chia 2 nhân với 2 là trừ đi căn bậc 2 của 3. IM là bằng 2 nhân với 1 trừ đi cos của pi chia 3. Các anh chị để ý là cos pi chia 3 tức là cos của 60 độ tức là bằng 1/2. 1 trừ 1/2 là 1/2 nhân với 2. Cả lớp để ý là 1. Như vậy là hai cái đại lượng phía sau XM và IM tôi đã viết rõ cho cả lớp thấy. Bây giờ vấn đề còn lại Y phải tại XM, thì đây chính là cái vấn đề tìm đạo hàm của hàm số cho dưới dạng tham số. Tìm đạo hàm của hàm số cho dưới dạng tham số. Ở đây thì đề bài có nhiều cái cách nói, nhưng mà thường là trong cái phần phương trình, trong cái phần mà hàm số cho dưới dạng tham số thì họ hay nói như thế này cả lớp. Họ hay nói là cho đường cong C, có phương trình dạng đó thôi. Nhưng mà dĩ nhiên nói đầy đủ là cho đường cong C có phương trình y bằng ix, y bằng một biểu thức theo x ha, xác định bởi cái hệ thức này. Nhưng mà cả lớp lưu ý là mặc định là người ta không nói thêm, thì mình hiểu rằng là đây chính là đường cong mà phương trình cho ở dạng tham số ha. Rồi bây giờ tiếp theo mình đi tìm y phải tại xm bằng cái gì? Bây giờ mình làm như thế nào? Thì chúng ta sử dụng công thức là y phải bằng theo biến x bằng y phải theo t chia x phải theo t. Bây giờ tìm y phải theo t và tìm x phải theo t như thế nào cả lớp xem nè. Bây giờ y là bằng 2 nhân với 1 trừ cos t. Cho nên cả lớp thấy là y phải theo t nghĩa là mình lấy 2 nhân với 1 trừ cos t, rồi cả lớp lấy đạo hàm. Đạo hàm ở đây mình hiểu là đạo hàm theo biến t đó cả lớp. Rồi bây giờ tôi có thể viết lại là 2 nhân với 1 là 2 trừ đi 2 cos t, lấy đạo hàm. Đạo hàm của 2 bằng 0, cos t đạo hàm bằng trừ sin t. Trừ sin t nhân với trừ 2, tôi viết luôn đáp số là 2 sin t. Được ha, dấu chấm phẩy. Tiếp tục, x phải theo t nghĩa là lấy cái hệ thức x bằng 2 nhân với t trừ sin t, 2 nhân với t trừ sin t. Các anh chị lấy đạo hàm theo biến t. Tôi viết lại là 2 nhân với t là viết luôn 2t trừ đi 2 sin t, lấy đạo hàm. 2t đạo hàm bằng 2, 2 sin đạo hàm bằng 2 cos t. Cả lớp ha. Rồi gì nữa? Bây giờ chúng ta áp dụng công thức y phải theo x bằng y phải theo t chia x phải theo t.
Và dĩ nhiên là viết như thế này, hoặc là viết như lúc nãy, y phẩy theo t chia x phẩy theo t cũng được nha cả lớp. Có các cái cách ký hiệu khác nhau. Và các chị thay vào, y phẩy theo t là 2 sin t, chia x phẩy theo t là 2 trừ 2 cos t. Và các anh chị rút gọn tử và mẫu đi, tức là rút gọn tử và mẫu cho 2 đi, thì chúng ta thấy là bằng sin t chia cho 1 trừ cos t. Và dĩ nhiên đây là một cách rút gọn. Rồi gì nữa cả lớp? Chúng ta để ý rằng là cái điểm M thuộc đường cong C ứng với t bằng pi chia 3. Cho nên từ đây mình suy ra là y phẩy tại xm thì nó bằng sin t chia cho 1 trừ cos t. Nhưng mà ứng với t bằng pi chia 3, các bạn hiểu không? Ứng với t bằng pi chia 3. Và cả lớp thay vô, thay vô. Như vậy là bằng sin của pi chia 3 trên cho 1 trừ đi cos của pi chia 3. Để ý sin của pi chia 3 là căn bậc 2 của 3 chia 2. 1 trừ đi cos pi chia 3 là 1/2. Cả lớp để ý là 1 trừ 1/2 là 1/2. Rồi trình tử là căn bậc 2 của 3 chia 2. Như vậy rõ ràng là bằng căn bậc 2 của 3. Vậy mình kết luận là phương trình tiếp tuyến cần tìm y bằng y phẩy tại xm là thay bởi căn bậc 2 của 3 nhân với x trừ đi xm. Xm ở đâu? Đây. Xm là 2pi chia 3 trừ đi căn bậc 2 của 3. Chỗ này nó cũng hơi xa nhau hả? Để như thế nào cho nó tốt. Trừ đi xm là 2pi chia 3 trừ đi trừ là cộng căn bậc 2 của 3. Cộng im là cộng 1. Đã. Nhìn cả lớp có thể viết thêm một dòng nữa. X nhân căn bậc 2 của 3 trừ đi 2pi chia cho căn bậc 2 của 3. Căn 3 nhân với căn 3 là 3, cộng 1 là 4. Tôi có thể để đáp số dưới dạng này. Đây chính là phương trình tiếp tuyến cần tìm ở cả lớp. Nhưng mà xuyên suốt cái bài này thì cả lớp thấy là cái trọng tâm nó nằm ở chỗ là tìm đạo hàm của hàm y theo biến x. Và cả lớp để ý là do cái hàm số được cho dưới dạng tham số, cho nên đạo hàm của hàm y theo biến x, nhưng mà cái đáp số được biểu diễn qua tham số t. Đạo hàm của hàm y theo biến số x sẽ bằng sin t chia 1 trừ cos t. Cả lớp thấy không? Và nếu mà tại một cái điểm cụ thể thì cả lớp thấy thật ra là một số thật thôi. Ví dụ trong tình huống này thì cả lớp thấy là bằng căn bậc 2 của 3. Đạo hàm của hàm y theo biến số x cuối cùng nó là bằng một số thật cụ thể. Và phương trình tiếp tuyến thì mình vẫn viết bình thường. Thế thôi. Thầy ơi. Đấy. Dạ, chỗ tính đạo hàm của y tại x các thầy thì ngay cái dấu bằng đầu tiên trên là đạo hàm của y theo t trên đại học đạo hàm của x theo t ấy, chỗ này em chưa có hiểu tại sao nó lại đúng ở đây chỗ đó đó thầy, lần đầu tiên chỗ cái tờ này á hả? Dạ.
À rồi, cái chỗ này là cái công thức thôi. Đây. Công thức màu xanh nè. Đóng khung màu xanh. Cái chỗ này thật ra nếu mà giải thích cho nó đầy đủ ra đó thì đó, thật ra tôi có viết sơ sơ như thế này nè. Nhưng mà tóm lại để cho nó ngắn gọn thì cả lớp tạm chấp nhận cái công thức này một chút đã. Rồi về có thời gian mình đọc thêm cái phần vi phân chút. Nhưng mà trước mắt cái cách làm việc tôi hướng dẫn là tạm thời chúng ta chấp nhận cái công thức chỗ này ha. Coi như đây là cái công thức chúng ta chấp nhận đi ha. Chứ bây giờ cái thời gian nó có hạn chế. Và đồng thời đôi khi nếu mà kiến thức mình để hư lâu á, càng nói thì nó lại càng khó hiểu á. Và bây giờ tôi giải thích thêm. Với cái công thức chúng ta có trong cái phần đóng khung thì cả lớp thấy là thật ra là chỗ này nè. Nhưng mà ý là cái y phải theo t như thế này đôi khi còn được viết là y phải mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn. Còn cái cách viết thứ hai là y phải rồi dưới chỉ số ký hiệu là chữ t. Thật ra cái chỗ này ở đâu mà ra thì câu trả lời là từ cái công thức mà ra. Như vậy ở cái trường hợp là hàm số cho với dạng tham số thì cả lớp lưu ý là cái cách tính đạo hàm đó thì coi như có cái công thức. Và thật ra cái cách chứng minh công thức này ở đâu mà có thì cả lớp lưu ý là sử dụng cái từ cái định nghĩa vi phân của hàm số mà ra. Thực ra thì cái chỗ vi phân đó thì đây là một cái hướng tiếp cận tương đối khó hiểu, cho nên là chúng ta thay thế bởi cái chỗ là xấp xỉ tuyến tính. Chúng ta đã học cái phần hai la mã của cái buổi đầu tiên, tức là giờ này tuần trước thì tôi bị bệnh nghỉ rồi, và giờ này tuần trước nữa thì trong cái phần cuối buổi, cái phần xấp xỉ tuyến tính mà có giao bài tập để cả lớp về làm á, thì các anh chị có để ý chỗ đó rồi. Thì cho nên là cái phần tiếp cận theo cái hướng vi phân để có cái công thức này thì tạm bỏ qua đi, cả lớp bỏ qua đi. Chứ bây giờ tôi giảng cái phần đó thì dĩ nhiên là rất khó hiểu, và đồng thời là cái kinh nghiệm giảng trước đây cho thấy là ngay cả sinh viên hệ chính quy á, bằng ngày á, giảng cái phần tiếp vi phân thật ra là rất là khó hiểu. Tuy rằng là về mặt toán học thì nó không có vấn đề gì bàn về mặt lý thuyết, nhưng mà hơi tương đối khó hiểu chút. Chúng ta chấp nhận công thức đóng khung ở đây. Đạo hàm của hàm y theo biến x là lấy đạo hàm của y theo biến t rồi mình chia cho đạo hàm của x theo t. Chúng ta tạm chấp nhận công thức đó. Và cho nên ở đây thì cả lớp thấy là tôi viết lại công thức đó thôi rồi ráp vô đó. Các bạn hỏi thêm đi, tại vì cái dạng này hay hỏi thi nè đó. Ví dụ cho bài thi đó là một cái bài cái mức độ thi cử của cái môn này đó. Cả lớp thấy ổn không? Chỗ nào ổn không? Đây, có thể về cứ nghiên cứu bài thêm ha, nghiên cứu bài thêm. Rồi. Bài tập nộp phần thực hành đó tuần 5, coi như bữa nay mình mới học tới tuần thứ 5, cứ học hoài cho đến đủ cái giờ thôi. Thời gian chúng ta theo thời gian cho phép còn dài. Tìm y phải bằng dy chia dx. Của hàm ẩn y bằng yx xác định bởi
x mũ 3 cộng với y mũ 3 bằng 6xy. Rồi. Bây giờ cả lớp theo vẫn theo thông lệ thôi, trình bày bài này ra giấy nhớ là ghi đầy đủ họ tên.